Thưa quý vị và các bạn, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hiệp Đức vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ 8, nhiệm kỳ 2021-2026. Đại hội có sự tham dự của 199 đại biểu, đại diện cho hơn 9.300 hội viên phụ nữ trên địa bàn. Đại biểu dự đại hội đều được đo thân nhiệt, sát khuẩn, đeo khẩu trang và ngồi giãn cách suốt thời gian diễn ra đại hội để đảm bảo cho công tác phòng chống dịch COVID-19. Báo cáo tại đại hội cho thấy, nhiệm kỳ qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hiệp Đức đã thực hiện hiệu quả hai chương trình lớn là giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Trong đó, tổ chức hội từ huyện đến cơ sở đã đứng ra tín chấp trên 118 tỷ đồng cho hơn 4.000 hội viên vay vốn phát triển kinh tế, hình thành hàng trăm mô hình phụ nữ giúp nhau thoát nghèo, góp vốn quay vòng, trao sinh kế cho chị em phụ nữ thoát nghèo bền vững. Nhờ đó, từ 19,87% hộ nghèo sau 5 năm giảm còn 8,42%. Hàng trăm hội viên đã tự nguyện hiến đất cây cối hoa màu, xây dựng 15.000 mét đường hoa sạch đẹp, thực hiện có hiệu quả tiêu chí 17 về môi trường, giúp huyện Hiệp Đức có 5 xã về đích nông thôn mới. Ngoài ra, các chương trình thi đua yêu nước, các nhiệm vụ trọng tâm khác cũng được Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hiệp Đức thực hiện thắng lợi. Năm 2017, được nhận huân chương lao động hạng nhì. Từ 2017 đến 2020, liên tục được nhận bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đại hội đã bầu ban chấp hành nhiệm kỳ mới, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh lần thứ 14. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Loan được tín nhiệm tái cử chức danh Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hiệp Đức lần thứ 8, nhiệm kỳ 2021-2026. Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Nam đã đến thăm và tặng quà tại khu cách ly tập trung Sông Trà. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Văn Nam, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy. Tại khu cách ly tập trung, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã sẻ chia với những khó khăn vất vả mà các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung, đồng thời mong các lực lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để cùng với địa phương chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tặng các nhu yếu phẩm cho lực lượng làm nhiệm vụ và các công dân đang thực hiện cách ly với tổng trị giá 10 triệu đồng. Riêng hai phụ nữ mang thai được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tặng thêm mỗi chị 500.000 đồng. Số tiền này được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trích từ nguồn an sinh xã hội của hội và quỹ đồng hành cùng phụ nữ biên cương. Dịp này, lãnh đạo huyện và Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hiệp Đức cũng tặng 4 triệu cho khu cách ly tập trung xã Sông Trà. Tại đây hiện có 150 công dân đang thực hiện cách ly, trong đó có 2 phụ nữ mang thai, 6 trẻ em dưới 6 tuổi, 2 trẻ em khuyết tật và 2 người già trên 80 tuổi. Mới đây, ông Nguyễn Văn Tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, cũng đã đến thăm các điểm chốt ở xã Bình Lâm và Bình Sơn. Cùng đi có đồng chí Huỳnh Hữu Cường, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện. Từ khi địa bàn huyện Tiên Phước xuất hiện các ca dương tính với SARS-CoV-2, các chốt kiểm soát ở các xã Bình Lâm, Bình Sơn và Phước Gia của huyện được dựng lên để kiểm soát người dân huyện Tiên Phước vào địa bàn huyện và ngược lại. Đến thăm lực lượng đang làm nhiệm vụ tại 3 chốt kiểm soát tại xã Bình Lâm, Bình Sơn, đồng chí Nguyễn Văn Tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các tổ chốt chặn. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, khả năng các chốt còn hoạt động lâu dài, đồng chí Bí thư Huyện ủy mong muốn các tổ chốt chặn khắc phục khó khăn, phân công trực sao cho hợp lý, giữ gìn sức khỏe để hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần cùng với toàn huyện ngăn chặn dịch bệnh. Dịp này, lãnh đạo huyện tặng mỗi điểm chốt chặn 400 khẩu trang y tế và 2 triệu đồng. Ngày 9 tháng 8 vừa qua, đồng chí Hoàng Văn Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, có buổi kiểm tra, thăm và tặng quà cho trẻ em các khu cách ly tập trung tại xã Sông Trà và Quế Thọ. Tại buổi kiểm tra, nhìn chung các lực lượng thực hiện nhiệm vụ và các công dân đang thực hiện cách ly tập trung thực hiện đúng nội quy, quy định của khu cách ly và chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hiệp Đức Hoàng Văn Hùng còn thăm hỏi tình hình sức khỏe, động viên 12 trẻ em đang thực hiện cách ly tập trung, cố gắng vượt qua khó khăn để sớm trở về nhà, đồng thời tặng mỗi em một thùng sữa. Hiện trên địa bàn huyện có 19 trẻ đang thực hiện cách ly tại các khu cách ly tập trung. Từ nguồn quỹ bảo trợ trẻ em, huyện đã dành một phần kinh phí để hỗ trợ các em. Mong muốn các em thực hiện tốt việc cách ly để sớm về với gia đình, tiếp tục học tập, nhất là năm học mới sắp đến gần. Ủy ban Nhân dân huyện Hiệp Đức vừa tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng đại dịch COVID-19.
Hội nghị triển khai một số nội dung chính của Nghị quyết 68 NĐ-CP của Chính phủ, Quyết định 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1956/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Các văn bản này hướng dẫn thực hiện các chính sách hỗ trợ, chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất, hỗ trợ đối với trẻ em và người đang điều trị COVID-19, người cách ly y tế. Hội nghị còn triển khai nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh và quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh về hỗ trợ người lao động, không giao kết hợp đồng lao động, một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và hỗ trợ chi phí có liên quan cho các đối tượng cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh. Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hoàng Văn Hùng đề nghị địa phương tham mưu cấp ủy thành lập tổ công tác tiến hành điều tra xác minh đối tượng được hưởng chế độ hỗ trợ, đồng thời xét duyệt giám sát đối tượng đúng quy trình, khẩn trương vào cuộc quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện, các cơ quan chuyên môn phối hợp thẩm định, sớm phê duyệt danh sách để chi trả cho người dân một cách kịp thời hiệu quả. Nhân kỷ niệm 60 năm ngày thảm họa da cam Việt Nam ngày 10 tháng 8, đồng chí Hoàng Văn Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, đến thăm và tặng quà ba nạn nhân chất độc da cam tại xã Quế Thọ, Thăng Phước và thị trấn Tân Bình. Tại các nơi đến thăm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hoàng Văn Hùng ân cần thăm hỏi sức khỏe, tình hình đời sống sinh hoạt hàng ngày, động viên các nạn nhân chất độc da cam và gia đình vượt lên khó khăn, phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. Dịp này, lãnh đạo huyện tặng mỗi nạn nhân chất độc da cam phần quà gồm 500.000 đồng tiền mặt. Hiện nay, toàn huyện có 193 đối tượng nhiễm chất độc da cam thuộc các trường hợp thế hệ thứ nhất, thứ hai. Trong đó có 20 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn được huyện trích nguồn ngân sách của huyện đến thăm hỏi và tặng quà. Vừa qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tập huấn công tác mặt trận năm 2021 cho 68 đại biểu là cán bộ mặt trận các xã, thị trấn và trưởng ban công tác mặt trận của 46 khu dân cư. Tham gia lớp tập huấn, các đại biểu được truyền đạt các chuyên đề về nghị quyết đại hội đại biểu các cấp và nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gắn nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 của Đảng về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ và thực hiện 6 tiêu chí rèn luyện tư cách người cán bộ mặt trận. Đồng thời, các đại biểu cũng được nghe chuyên đề cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phong trào đoàn kết sáng tạo và được nghe hướng dẫn cách quản lý các loại quỹ vì người nghèo, quỹ cứu trợ tại cấp xã. Hội nông dân và Ban tuyên giáo huyện ủy Hiệp Đức cũng vừa phối hợp tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác hội nông dân cơ sở năm 2021 cho gần 100 cán bộ chi hội nông dân 11 xã thị trấn trên địa bàn. Trong thời gian một ngày, lớp tập huấn được nghe các báo cáo viên của huyện quán triệt một số nội dung quan trọng như nghị quyết 13 của Đảng và chuyên đề thực hiện chỉ thị 05 năm 2021 về ý thức tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc, một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, cách nhận biết và phòng chống tội phạm trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời thông tin một số nội dung của tổ chức hội nông dân trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và phòng chống dịch bệnh ở gia súc, gia cầm. Qua đây nhằm trang bị những kiến thức cơ bản cho đội ngũ cán bộ hội để áp dụng vào thực tiễn tại địa phương. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hiệp Đức đã tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững trong cán bộ hội viên. Nhiều phong trào thiết thực, cách làm hay đã được hội xây dựng, tổ chức nhằm khích lệ, cổ vũ chị em tăng gia sản xuất, hăng hái lao động, khởi nghiệp, lập thân lập nghiệp, làm giàu trên mảnh đất quê hương. Đây là hợp tác xã nấm Nhì Tây của chị Nguyễn Thị Thu Thủy ở xã Bình Lâm. Để có được cơ sở khang trang, giải quyết nhiều lao động nữ và cho thu nhập ổn định như hiện nay, hợp tác xã của chị Thủy đã nhận được sự hỗ trợ rất lớn của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện và xã Bình Lâm. Hiện nay cứ 4 ngày, chị Thủy cung cấp ra thị trường khoảng 5.000 bịch phôi nấm, cung cấp cho thị trường trong tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng. Đáng chú ý, hiện nay hợp tác xã nấm Nhì Tây đã xây dựng thành công sản phẩm ô cốp đạt 3 sao cấp tỉnh. Và đây là một trong những mô hình khởi nghiệp mạnh không chỉ ở địa bàn Hiệp Đức mà còn ở cả khu vực miền núi Quảng Nam.
Hợp tác xã đã tiến hành là mở rộng việc xây dựng vệ tinh, tức là mình sẽ sản xuất cái nguồn đầu vào và cung cấp cho các vệ tinh, và các vệ tinh sẽ chăm sóc, sau đó mình bô tiêu đầu ra. Hiện tại là hợp tác xã đã giải quyết được khoảng 6 lao động thường xuyên, đối với những chị em phụ nữ là thất nghiệp, rồi thì cái công việc này là nó không đòi hỏi về sức lao động nặng, là phụ nữ vẫn có thể làm được. Hợp tác xã Nấm Nhì Tây chỉ là một trong hơn 1.500 hộ gia đình phụ nữ hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, góp phần giải quyết việc làm cho hàng ngàn chị em phụ nữ tại Hiệp Đức trong 5 năm qua. Thông qua tổ chức hội từ huyện đến cơ sở, chị em phụ nữ, nhất là hội viên dân tộc thiểu số, còn mạnh dạn vươn lên thoát nghèo. Đã có trên 4.000 hội viên tham gia vay vốn phát triển kinh tế, trong đó tổ chức hội đứng ra tín chấp cho vay gần 118 tỷ đồng. Đó là những con số biết nói cho phong trào phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững và vươn lên làm giàu trên quê hương của chị em phụ nữ Hiệp Đức. Trong nhiệm kỳ qua thì hội cũng đã giúp là tổng cộng là 24 hội viên phụ nữ thoát nghèo bền vững bằng cách là trâu sinh kế, như là trâu heo giống, trâu bò giống, rồi hỗ trợ xây dựng mái ấm tình thương, rồi trâu keo giống để cho hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Ngoài ra, hưởng ứng phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. 5 năm qua, nhiều mô hình cách làm hay, mới, thiết thực, phù hợp với địa phương cũng được phụ nữ Hiệp Đức triển khai khá thành công. Như mô hình trang web sinh kế quay vòng, bò quay vòng, phân công mỗi cơ sở hội đứng ra giúp hai hộ thoát nghèo, được triển khai khá đồng bộ và mang lại nhiều hiệu quả thiết thực. Đã có hàng trăm hộ gia đình phụ nữ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững. Tổ chức phụ nữ các cấp cũng đã tham gia phát triển về sản xuất và nâng cao được cái thu nhập cho các hộ gia đình. Phụ nữ là lực lượng đi đầu trong việc thực hiện cái chuyển đổi cái cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp, áp dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao cái giá trị sản phẩm của cây trồng cũng như vật nuôi. Với những kết quả đã đạt được trong chặng đường 5 năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hiệp Đức đã góp phần tích cực trong công tác giảm nghèo của địa phương. Nếu như năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo của Hiệp Đức là 21,71%, thì đến cuối năm 2020 giảm còn 8,42% và dự kiến sẽ còn giảm mạnh vào cuối năm 2021 này. Đó cũng chính là động lực thúc đẩy phong trào giảm nghèo của hội viên phụ nữ trong chặng đường 5 năm đến, góp phần cùng với cả huyện giảm hộ nghèo xuống mức thấp nhất để đạt tiêu chí huyện nông thôn mới vào cuối năm 2025. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc trang địa phương Hiệp Đức phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.